một sợi dây, dây chỉ cong ống rồng nha. Phơm dây này là dài 6 tấc anh, mình có thể trồng cổ nha. Trọng lượng sợi dây này là 1 lượng 1. Đây, được ống rồng quấn quanh rất là đẹp luôn. Anh lựa thêm hai cái nhẫn, một nhẫn là 4 đầu rồng ha. Hộp đá vàng nè, đeo phong thủy. Mẫu đây là mẫu nhẫn đúc luôn nha. Nhẫn này là gần 3 chỉ. Thêm một cái nhẫn kỳ lân đai kim tiền ha. Mẫu kỳ lân đai kim tiền mẫu 5D nha. Đường nét rất là sắc sảo quá khách nè. Phơm nhẫn này là 4 chỉ 6. Quá đẹp luôn. Đây tất cả là dàn công ty 610 quý khách ha. Anh ơi, anh đeo luôn cho anh nha. Đem đeo cho. Ngại ngùng gì không biết nữa, em đeo thôi mà. Rồi, cái nhẫn này đeo luôn không anh? Anh nào đeo? Nhẫn này đeo cái này đúng không? Cái thả thương ngang rồi, chạm cái như vậy thả thương ngang rồi. Nhẫn này đeo hướng giữa là tấn tài tấn độc nè. Đau không? Anh hơi có cái mắt ta giữa đúng không? Đúng rồi. Anh đã đeo món này hay đeo món này? Ờ, đeo được, vô được. Đeo được. Em đẩy vô đeo, sợ anh đau. Tự đeo hả? Rồi, cho em mượn mẫu em coi ha. Đây, mẫu rất là đẹp luôn ha. Rồi, tổng bộ này của anh là gần 70 triệu ha. Rồi em gửi hóa đơn. Rồi, em cảm ơn hai anh nhiều nha. Và địa chỉ tiệm em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin kính mời quý khách ghé tiệm em để sắm những cái đẹp nha. Anh Nhật, anh hôm bữa là qua lựa một sợi dây 15 lượng bên em rồi nè. Đây, nay anh qua ủng hộ em thêm một cái mặt rồng nha. Mặt dây chuyền hình rồng nổi mẫu 5D nha. Ngậm ngọc đỏ nè. Trọng lượng cái mặt này là 3 lượng rưỡi, 8 phân mốt ha. Trị giá của nó là 130 triệu. Rất đẹp luôn, móc máy theo công nghệ Ý nè. Hai mặt đều móc máy rất là sáng quý khách nha. Đây, rất hợp với sợi dây của anh luôn. Em đeo cho anh Nhật nha. Rồi anh Nhật có ý định đổi thêm cái lắc nữa nè quý khách nè. Đây, em đeo cho anh ha. Xíu em đeo vô thử cho anh ơi, vừa cái lắc luôn không, vừa là lấy luôn nha. Quá sang, quá đẹp quý khách ơi. Đây, đẹp anh ha. Gỡ này ra đi, em đeo thử em cho. Rồi vừa không. Vừa là anh Nhật chốt đơn luôn cái lắc này luôn nè. Mã đáo thành công. Anh lấy cái tay em ưu đãi cho anh cho cái này nó hơi ôm xíu, quá sang quá đẹp luôn. Hơi ôm. Dạ rồi, rồi em gửi anh Nhật hóa đơn nha. Cảm ơn anh Nhật nhiều. Dạ, đổi anh Khánh nha. Anh qua Kim Thành Thảo em lựa một sợi dây, đây là vàng nữ trang 980 quý khách ha. Một sợi dây hồng công ống kim tiền rất là đẹp luôn. Dây này là dài 6 tấc nha, trọng lượng của nó là 3 lượng rưỡi. Đây, đường móc máy rất là sắc sảo quý khách nè. Khóa rất là chắc luôn nha, khóa này khóa lớn ha. Em đeo cho anh Khánh nha. Rồi, em xin phép đeo cho anh. Đây là dạng khúc kim tiền ha, mình khỏi đeo mặt cũng được. Rất là đẹp luôn. Anh còn lựa thêm cho chị một cái mặt vàng công ty 610 nha. Mặt logo thương hiệu kết bi, vừa kết bi vừa kết tấm ha. Trọng lượng cái mặt này là gần chỉ 2, giá của nó là 4 triệu rưỡi ha. Cái này em để hộp cho. Đấy, để ra được rồi, để ra được rồi. Rồi, tổng nguyên bộ này của anh là 195 triệu, em gửi hóa đơn nha. Đây, để em để hộp cho. Đó, một cái hóa đơn là của chị, cái hóa đơn của anh. Đây, đây, đây có số tiền trong đây đây. Cái này là 3 lượng rưỡi nè. Tổng tiền bù hồi nãy mình là 81 triệu 900 mấy. Rồi cái mặt này của chị là 4 triệu rưỡi. Sau này mình đổi là trọng lượng vàng này anh ạ. Ủa là tổng cộng hồi nãy là rất à. Tối nay chị Nhi qua Kim Thành Thảo em lựa một cái dòng nha. Dòng bi dạng ống nha. Dòng bi kết ống, một đường kết ống giữa nè. Rất đẹp luôn. Phần dòng này là 1 lượng 6 phân 6 nha. Dòng 1 lượng 1. Khóa đây là dòng khóa hộp luôn ha, khóa hộp lưới nè. Chị giá cái dòng này của chị là 38 triệu ha. Mấy rất đẹp luôn. Em để hộp cho chị Nhi nha. Nay khi mình thở em về rất là nhiều mẫu mã quý khách ha. Nay em mới về đây đồng hồ nè. Đồng hồ đây là vàng công ty 610 nha. Nhưng mà bên em xin nước Ý á. Đồng hồ với nhẫn rất là nhiều mẫu mã nha. Em mời quý khách ghé tụi em để sắm những dòng rất đẹp ha. Rồi em gửi chị Nhi nha. Cảm ơn chị ạ.
trưa nay là em đón tiếp chị Cương, chị ở Trà Vinh ha. Quảng cáo nhiều quá hả, chị coi trên YouTube à. Đây chị là ủng hộ Kim Thành Thảo em hai cái dòng rất là đẹp luôn nha. Đây là dòng kim tiền bản bi ha, dòng kim tiền bản bi nè, rất là sáng đẹp luôn. Trọng lượng cái dòng này là gần 2 lượng nha. Khóa đây là dạng khóa hợp kim tiền luôn, móc máy rất là sáng đẹp luôn. Chị còn lựa thêm một cái dòng lò xo bi. Dòng lò xo bi này là dòng lò xo bi 12 hàng nha, móc máy theo công nghệ Ý nè, rất là đẹp luôn ha. Hai bên những cộng đây, những cộng dòng đều móc máy hết ha. Chị đeo luôn không? Cho em mượn tay em đeo luôn, đeo cái này bên đây ha. Khi mà chị đeo quá chị cầm ở đây nè nha. Đây, mình cứ quấn tròn, đâu để tay bình thường đi em máy nha. Đó, cái này mình đi đâu mình đeo mình cũng nó dễ. Nữ trang bên em á là mình đeo sau này mình đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi ha, không bù trên lệch vàng. Dòng này là cao quá chắc làm biết không đi nữa. Đi lên cho biết tiệm đúng không? Mấy tiếng gì? Đi lên đây mấy tiếng? 4 tiếng. 4 tiếng ha. Quá đẹp quá sang quý khách nè. Đây, rất là xuân tay đẹp luôn nha. Rồi dòng này em đeo bên kia ha. Đeo đây luôn ha. Ngắt bên này nè chị ơi. Đây em mượn tay nè. Đây ta đẹp, ta đeo đẹp mình đeo. Đeo vàng lên là đẹp hết rồi chị nè. Vàng lên tay là đẹp hết rồi. Quá sang luôn. Rồi chị giá cái dòng này của chị là 125 triệu ha. Rồi em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn chị đã không có ngại đừng sao qua ủng hộ tiệm em ha. Dạ đi. Để cho xin cái hộp đi đừng dạ. Có gì nhà tháo. Dạ đây để em để hộp cho chị ha. Ok. Đón tiếp chị Hoa. Chị qua Kim Bình Thảo em lựa một bộ trang sức, đây là dạng Italy 750 quý khách ha. Chị lựa một bộ thanh mảnh đeo thường ngày nè. Một dê bính nha. Dê bính với thêm một cái mặt vuông viền cách tấm ha. Một cái nhẫn mẫu giả xoàn, một chủ là hộp cao nha, viền ba góc tam giác nha, rất là đẹp luôn. Một đôi bông tai, bông này bông đích đẩy, viền hai tầng tấm. Tổng nguyên bộ này là 12 gram hơn ha, chị giá của nó là 18 triệu 347 ngàn, rất đẹp luôn. Cái này em để hộp hết cho chị Hoa nha. Rồi em cảm ơn chị nhiều ạ. À.